thủ hoạt động bóng đá chuyên nghiệp, việc luyện tập và dành thời gian cho bóng đá chiếm hầu hết khoảng thời gian trong ngày. Và dĩ nhiên, sẽ rất khó khăn khi một cầu thủ phải tạm dừng sự nghiệp chơi bóng của mình vì bất cứ một lý do gì. Đối với người cầu thủ, nhận bản án treo giò vài trận vốn đã là chuyện kinh khủng. Ấy thế mà với Nguyễn Thành Long Giang, vì một giây phút nông nổi của tuổi trẻ, anh đã phải nhận mức án phạt có thể nói là khủng khiếp nhất dành cho một cầu thủ bóng đá, cấm tất cả các hoạt động bóng đá chuyên nghiệp cho đến cuối cuộc đời. Hôm nay, Keep and Fly sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thành Long Giang. Chàng trai 26 tuổi năm đó đã bồng bột, vướng vào vòng lao lý và tâm nguyện được quay trở lại với bóng đá trên cương vị huấn luyện viên của mình. Chàng trai đến từ Tiền Giang được biết đến với lối chơi bóng thông minh, xác định tốt điểm rơi bóng và có những đường bóng chuẩn xác. Từ năm 18 tuổi, Long Giang đã có một suất trong đội hình tuyển bóng đá Tiền Giang. Với tất cả những nhiệt huyết tuổi trẻ, Long Giang đã chứng minh được tài năng của bản thân và trở thành tuyển thủ quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2014 khi mới 23 tuổi. Liên tục thể hiện những đường bóng cùng kỹ năng điêu luyện, Long Giang khẳng định cái tên của mình với người hâm mộ khi đã trở thành một trong những cầu thủ ghi bàn nhanh nhất lịch sử V-League. Đó là cú sút xa gây từ phút đầu tiên của trận đấu vào lưới câu lạc bộ Hải Phòng ở vòng 21 V-League năm 2011. Từ lần đầu tiên giải V-League được thành lập vào năm 2000 thì có lẽ là pha ghi bàn của Long Giang ở giây thứ 48 là một trong số những bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử những lần tổ chức các kỳ V-League. Pha dứt điểm có thể nói là rất đẹp mắt của Long Giang. Hào quang đến quá sớm đôi khi lại là một cám dỗ, và ở độ tuổi còn quá trẻ, chưa thể có những phân định rõ ràng giữa ranh giới tốt xấu, Nguyễn Thành Long Giang vướng vào vòng lao lý. Ngày 11 tháng 3 năm 2016, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố Nguyễn Thành Long Giang với tội danh đánh bạc. Long Giang cùng 5 cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Đồng Nai đã tham gia dàn xếp tỷ số trận đấu giữa Đồng Nai và Quảng Ninh tại vòng 21 V-League 2014. Kể từ thời khắc đó, sự nghiệp bóng đá của Nguyễn Thành Long Giang chính thức đặt dấu chấm hết với bản án 2 năm tù giam và cấm vĩnh viễn các hoạt động bóng đá chuyên nghiệp. Chẳng còn gì đau đớn bằng việc một cầu thủ vốn sống bằng đam mê sự nghiệp bóng đá bây giờ mãi mãi không được trở lại sân cỏ. Mọi thứ giờ đây với Long Giang chỉ còn là một đoạn đường tăm tối. Anh đã mất rất nhiều thời gian để có thể tự mình an ủi, tự mình nhìn lại, tự mình động viên. Kể về khoảng thời gian ấy, anh nghẹn ngào xúc động. Sau khi ngẫm lại những cái chuyện mà đã trải qua trong quá khứ thì thật sự Giang rất là tiếc nuối. Thật sự rất là tiếc nuối luôn. Tại vì mình sống từ nhỏ tới lớn rồi mới chọn cái đam mê. Nhưng mà vì một cái biến cố như vậy, một cái sự cố thì mình đánh mất đi cái tất cả những gì mình đã gây dựng. Và quan trọng nhất là Giang không được sống trong môi trường đá chuyên nghiệp mà mình nghĩ trong đầu là mình sẽ sống nó mãi mãi. Thậm chí suốt nửa năm sau đó, anh vẫn không dám đến sân xem bóng vì sợ không thể ngăn nổi tình yêu đang rạo rực trong mình mỗi ngày. Từng là một cầu thủ tên tuổi, một trung vệ trụ cột của đội tuyển quốc gia. Vậy mà giờ đây, anh chỉ có thể đứng đằng sau, âm thầm nhìn từng đồng đội, từng lứa đàn em lớn dần lên. Cứu cánh của anh lúc này chính là giới bóng đá phong trào, nơi mà anh được thỏa sức vẫy vùng và vẫn luôn duy trì tình yêu bóng đá anh mang trong da thịt. Khi mà không còn tham gia đá chuyên nghiệp nữa thì em bắt đầu làm quen với môi trường đá phong trào. Thì em cảm thấy là rất vui khi phong trào đá Hồ Chí Minh mình rất phát triển. Nó tạo cho Giang được nhiều cái sân chơi, nó làm cho Giang được sống lại một phần nào những tiếng ngày xưa khi mình còn là thi đấu. Mặc dù nó không được trọn vẹn lắm nhưng mà dẫu gì nó phong trào cũng mang lại cho Giang cái niềm đam mê, niềm vui trong những ngày tháng mà sống không có đá chuyên nghiệp. Giờ đây sau tất cả những cơn giông bão, Long Giang đã có cuộc sống ổn định hơn, đi vào quỹ đạo thường nhật khi thời gian ngoài dành cho gia đình, cửa hàng trang trí xe của mình, anh còn duy trì đam mê bằng việc tham gia các giải bóng đá phong trào trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Dù vậy, mỗi đêm về, lòng anh vẫn luôn đau đớn về lỗi lầm mình gây ra trong quá khứ. Lúc nào anh cũng mong mỏi mình có cơ hội được quay trở lại hoạt động bóng đá chuyên nghiệp và dùng tất cả những gì mình có để hỗ trợ đàn em góp phần phát triển nền bóng đá nước nhà. Bức tâm thư gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam xin được giảm án phạt để anh có thể đi học và trở về với cương vị huấn luyện viên, nhận được rất nhiều sự cổ vũ, ủng hộ từ đồng nghiệp lẫn người hâm mộ.
ước mơ lớn nhất của Giang lúc này là được liên đoàn ở Việt Nam xem xét và giảm nhẹ hình thức thi lực cho Giang để Giang có cơ hội được, được tham gia các khóa học huấn luyện viên do liên đoàn ở Việt Nam tổ chức và cho Giang một cơ hội được tiếp tục sống với nghề dù không còn là cầu thủ nữa nhưng mà bằng một cái cương vị mới là huấn luyện viên thì Giang mong muốn cái điều đó rất là lâu rồi. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Biết rằng anh đã từng lầm lỗi, nhưng những đóng góp của anh cho nền bóng đá nước nhà khi nhìn lại vẫn là không ít. Nếu đem ra đặt để lên bàn cân để so sánh, Chip and Fly tin rằng anh xứng đáng để nhận được sự tha thứ từ người hâm mộ. Câu chuyện cuộc đời anh chính là một bài học dành cho lứa trẻ Việt Nam hiện tại. Không ai không mắc sai lầm, điều quan trọng là sau đó chúng ta biết cách chấp nhận và sửa đổi. Ai đó từng nói đường hầm chưa phải là đường cùng, vì chúng ta vẫn còn có đường lên. Hy vọng với tất cả những sự chân thành và tình yêu bóng đá luôn ấm nồng, Nguyễn Thành Lâm Giang sẽ có cơ hội được quay trở lại và hoạt động bóng đá với cương vị huấn luyện viên, từ đó dẫn dắt và tiếp nối các thế hệ cầu thủ trước, đưa nền bóng đá nước nhà phát triển lên một tầm cao mới. Keep and Fly, thể thao chính hãng của người Việt.